mình nói này thôi, được chưa? Đó, mình nói này thì mình xử lý thôi. Cái này này, cái lương để góc này cái thang mắt cái góc này mình treo lên được. Cái này vắt thang kiểu này này, vắt Mình thang thôi. bỏ bỏ cái lửa còn đi. Để mình bỏ tắt lên đi. Để anh nhỏ. Bên kia kìa, sau này mình lên là lối bên kia kìa, chỗ này để này, cắt bên này, viết cái này lại, đó, Để em xem mình chơi nè. cái này cắt lên đây này, cắt toàn bộ cái tay của hai này, cắt hết cái lỗ kia, đi sát đường này, cắt lên đây, thế leo lên đằng kia. neo hả? Thì đúng rồi, chỗ kia có cái đố kìa, Đẩy lên. đây nè, cái đố đây nè. Đây mình đẩy lên. Em lên cái này đúng không? Em lên từ đây lên đúng không? Em Dạ. giữ cái đố này đúng không? Dạ. Em bắt cái thang này lên đây. Em để cái hàng này vào đấy. Đó đấy. Được chưa? Thế mà bây giờ mình cắt này đi xong cũng về đây rồi. Hả? Mình cắt này đi xong cũng về đây rồi. Chỗ này không ra, nó không cắt được càng tốt. Nói chung xem tính toán làm sao có đủ cái lượng này để cho nó mình cứng cáp cái nhà của mình nhé. Cắt cái là đi luôn chui đây chút tiếp. Ở đây này. Chui đây nè. Kiểu nhất. Chú đây này, chim bay nó mới rộng được. Chim bay nó rộng. Còn các cái này khả năng nó chủ yếu nhà này là tiền chế mà, đâu phải nhà gì tiền đâu. chế Tiền chế nó khổ rồi. Sao có cách để làm hết? Không, cái này nó cái máy cắt bình thường, máy cắt bình thường. Cái này chú để nó có tác dụng dùng mà cái chính làm này là nó nặng, nó không có tác dụng cả. Cái máy cắt bình thường. Ok. Vậy. Thôi cơ bản là vậy thôi. Lỗ chim chim nó bằng cái này nhiều chim lắm. Đây, đi ra lao vào tường. Nó không xuống được cái địa thế đẹp như này, địa thế này có đẹp dừa nước sông thế, nó không xuống được. Đây này, đi vào trong nhà. Sàn này thì khỏi nói rồi, sàn này nó thuận đường mà. Này nhiều lắm, không nhiều. Cái này nó thuận cũng thuận đường mà. Phần ngoài trắng hết lẻ nó cũng hết rồi. Đúng rồi, em phải xử lý đi. Nhà này chưa xử lý vệ sinh mà. Đây thấy mùi đâu, mà em mùi khác. Ok, nói chung là em mà lỗi nhiều, nhà này lỗi nhiều. Thứ nhất là nhà này nỗi khí, nó hai nữa nó thử nó nỗi nặng nhất là trùng cu. Cái phòng này phòng bế đó. Cái phòng này bọn anh nào rồi anh phải xử lý cái cả cái lỗ là thông khí ra. Hiểu không? Thông khí, cái này hầm nhau này. Thông nhau chứ. Cực thoáng nhá. Để này chết rồi. Cơm ăn đến miệng rồi rớt. Chán chết rồi. Hầm lắm, nhà này hầm lắm. Chịu không nổi đâu. Chim ở nhà anh nó chim nó ở như này là gọi là dạng trâu bò á. Dán này, đọc lên dán này thì đấy, cái thống loa không ung tung hết này. Rồi ok. Rồi, phải đi thông khí lại làm lại thôi. Chứ nhà này làm ít nhất phải 3 4 ngày xong. Làm tổng thể luôn cả luôn chứ đúng có đẹp. Thế nào ổn định này nếu mình làm được nó có đi hết không? Đi sao rồi? Không mất con nào luôn, ông đánh khoanh dấu à. Rồi nó phá, mình phá nhà nó sợ đi. Không, riêng đạn này trâu bò không mà đi. Hệ thống loa ăn lỗi, hệ thống loa ăn lỗi. Loa mà ông chủ cái mới làm ạ. Okay. Dạ thôi được rồi, thì anh báo em lỗi em vậy thôi. Dạ. Có hướng xử lý căn nhà này hết nhé. Vâng. Chí rồi để cái gì anh xử lý cho. Nếu mà có nhu cầu xử lý cho. Ok, nhà này làm ok mà nhé. Rồi có gì đâu. Cái thùng cu này này, này quý vị xem này. Nó như thế này thì làm sao mà chim cò xuống được, đi vào thì nó va vào cái này hết. Nó như hâm giỏ mà. Nó như hâm giỏ. Quá bé không? Bé nó có cản hết đường đi nó. Không đủ lợi đúng không? Đúng rồi. Không thì như thế này. Dạ. Em là đã chuyển cái cầu thang này đưa ra sau nhà. Khỏi cầu thang, cái để nguyên khỏi phá. Em tháo hết ra, tháo bung hết ra, em để chuyển cầu thang ra vít nhà. Thế là khỏi phải phá. Khỏi khá hết chứ. Đây là căn rộng. Đây là cắt à? Cắt hết. Căn rộng. Tức là không đi nữa này nữa, đi nó xong đít nhà. Căn rộng đi không nhà. Đây nè, đi xong nhà nè. Xong đít làm cái lỗ, làm cái lỗ xong nhà lên cái nhà kìa. Lên xuống nhà an toàn, không có sợ té ngã gì. Cắt lỗ ra, xi bo mà đi đâu nha. Được chưa? Là cứ đi trùng tu đây, lỗ trùng tu nha. Mục đích là mình lên cầu thang này mình lên kế hoạch thôi, còn cái này để mở rộng cho chim bay vào thôi. Đấy, ok. Đó, trên chung là tôi báo lỗi trên này thôi thì cũng gấp gáp báo này. Nó đâu có xuống được đâu, chim nó xuống được. 4 5 mét thôi mà. Xuống rồi. Đó, vướng từng cái này thì nó vào vướng nhà nhưng cái thành đấy khả năng nó vào đấy là nó bắn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Tí đăng lên cho coi. Lỗi nhiều lắm, nên tôi đăng kia đăng lên để cho tất cả mọi người đều thấy lỗi nhé.
Rồi, ok.